xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của hải nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật uh, những thông tin mới nhất về hệ sinh thái của cái thằng athen network nha các bạn rồi và đây là cái thông báo mới nhất trên trang twitter của dự án nha đó là người hâm mộ thể thao hãy vui mừng thời điểm được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến sách thể thao của chúng tôi đã chính thức trực tiếp truy cập vào athen gaming và nâng cấp trải nghiệm ngay bây giờ khi mà các bạn chơi game uh, với sự phấn kích vô song và hành động kích thích nè À, các bạn hiểu đơn giản á, là hiện tại nó có cập nhật hệ sinh thái nha Và hệ sinh thái này là game file nha các bạn Và game file này á, là nó liên quan tới bóng đá nha Các bạn có thể dự đoán kết quả bóng đá rồi đó các bạn Các bạn có thể dùng cái đồng ATH để mà dự đoán kết quả bóng đá nha Thì uh, trước đó dự án cũng đã nói á, là dự án sẽ có trên đó là 6.000 game nha các bạn Thì uh, cái thằng ATH này chủ yếu game file của nó về cái mảng mà casino nè Rồi uh, bóng đá nha các bạn Thì bạn nào có máu đỏ đen á thì các bạn có thể tham gia dùng cái đồng ATH để mà tham gia vào mấy cái tự game này nha các bạn còn các bạn nào mà không có máu đỏ đen thì các bạn cứ việc khai thác bình thường và khi nào mà uh, nó gần lên cái sàn giao dịch B2B á, thì chúng ta bán thôi đơn giản là như vậy thôi nha các bạn cái này thằng này khai thác hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể khai thác và bán ra tiền luôn không cần phải suy nghĩ nhiều nha rồi tiếp theo đó là về cái thằng uh, đó là uh, Lion nha các bạn tức là cái thằng Leon là cái thằng uh, meme coi của dự án Athena Network nha các bạn đó là hãy sẵn sàng cho Authen Labast uh, sẽ diễn ra vào tuần sau nha. Uh, trong đó các bạn có thể mua cái đồng uh, Lion uh, bằng uh, cái đồng ATH nè với mức giá đó là uh, 0.0000 nói chung mấy số 0 nè à? uh, tới 0003 đô nha các bạn, một chung rất nhiều số không nha. Thì cái giá này thấp á thì các bạn cũng đã hiểu là tại vì cái thằng này là cái thằng uh, meme nha các bạn cho nên cái giá này là chuyện hết sức bình thường luôn. Thì uh, các bạn có thể mua trước nè, tuần tuần sau nó sẽ mở các bạn có thể mua nè. Và nếu mà khi mà nó lên sàn á à, thì giá nó cao thì chúng ta lời đó đơn giản là như vậy thôi nha các bạn à, Thì cái này các bạn có thể mua hoặc là không đó là cái quyền của các bạn nha Đây là cách bạn để trở thành à, VIP 1 và VIP 2 của chúng tôi trên Laobad để tham gia tiếng gầm à, Đó là cách một á các bạn có thể dùng à, cái gối đồng nào, hoặc là gối bạc nha Tức là các bạn có thể nạp gối đồng hoặc là gối bạc đó Thì cái gối đồng lúc trước nó cho chúng ta nạp 3 đô đó các bạn Nhưng mà hiện tại nó đã tăng lên đó là 6 đô rồi nha còn gói bạc là các bạn uh, nạp 30 đô nha. Thì bạn nào chưa biết nạp á, thì xem lại video trước của mình nha. Mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha các bạn. Rồi và cái, cái cách thứ hai mà bạn có thể mua được cái đồng mà Leon À, đó là các bạn phải đốt ATH nha. Uh, đốt từ 40 ATH tới 100 ATH nha. Các bạn có thể lựa chọn cái gói 40 hoặc là 100, thì uh, các bạn mới có thể mua được cái đồng mà Lion nha các bạn. Thì cái đốt á, là hôm trước nó đã ra mắt rồi các bạn. Đây là các bạn bấm vào cái phần bot uh, nè để mà các bạn đốt nha các bạn vào ứng dụng á thì ở đây có những cái gói nè 20 các bạn đốt 20 ATH là để tăng 200% tốc độ nè. Rồi các bạn có thể đốt 40 ATH để tăng 400% tốc độ khai thác nè. Rồi đặc biệt là cái gói 100 ATH bạn có thể đốt để tăng 1000% tốc độ khai thác nè. Thì các bạn có thể đốt 40 ATH đến 100 ATH để mà các bạn có thể mà à, trở thành VIP và có thể mua được cái đồng Lion nha các bạn. Thì à, nói chung cái này các bạn có thể đốt để mà tăng tốc độ khai thác nha. Và khi mà tăng tốc độ khai thác á thì cuối tháng các bạn cũng sẽ nhận được à, à, cái đồng Lion luôn nha các bạn. À, các bạn à, tăng tốc độ khai thác để mà khai thác cái đồng game á à, và khi mà các bạn càng khai thác nhiều cái đồng game đây là cái đồng game là cái đồng này nha các bạn thì nó sẽ chuyển đổi sang tỷ lệ một cái đồng game là bằng 150 cái đồng lion này nha các bạn cho nên các bạn cũng nên đó là tăng tốc độ khai thác bằng cách đốt cái đồng ATH nha rồi các bạn có thể mà nạp nha đây để mình hướng dẫn các bạn nạp ở cái gối mà premium đây nè các bạn có thể nạp ở đây để mà cũng tăng tốc độ khai thác nè thì các bạn có thể nạp gói gối đồng ở bên đây là 6$ đô nha các bạn còn các bạn có thể nạp cái gối bạc ở bên đây là 30$ đô nha nói chung mà các bạn nạp thì các bạn tăng tốc độ khai thác thôi các bạn cân nhắc nha nói chung cái nào liên quan tới nạp thì các bạn cân nhắc các bạn có thể nạp hoặc là không đó là quyền cá nhân của các bạn nha đấy các bạn có thể nạp nha còn video mà hướng dẫn nạp mình đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ luôn các bạn thì cái thằng ATH này là cái hệ sinh thái của nó liên quan tới game file là nhiều game nha các bạn Mà nói chung những cái đó chúng ta không cần quan tâm đâu Chúng ta chỉ cần quan tâm uh, khai thác miễn phí Và uh, nó chuẩn bị cuối tháng này nó lên sàn giao dịch B2B chúng ta bán Đấy chúng ta chỉ cần quan tâm vậy thôi các bạn Còn những bài nào mà có máu đỏ đen á thì các bạn có thể dùng cái đồng ATH để mà vào Athen Gaming nha các bạn Đây nè các bạn bấm khu vực uh, Gaming nè khi mà các bạn vào thì các bạn vào athen Gaming này nè để mà các bạn đăng nhập vào các bạn tham gia những từ game liên quan tới casino hoặc là đặt cược bóng đá nha các bạn Đấy nó liên quan tới máu đỏ đen nha các bạn có thể nạp ATH vào đây rồi các bạn có thể chơi khi mà các bạn thắng thì các bạn rút ATH về Các bạn đưa lên sàn giao dịch B2B các bạn bán nha đấy tiền tươi nha các bạn đó, nó đơn giản là như vậy thôi. Còn bạn nào không tham gia game thì chúng ta cứ khai thác bình thường, khai thác miễn phí bình thường. Như các bạn cứ sau 12 tiếng các bạn vào ngay chỗ khai thác nào, các bạn bấm nhận một lần nha. Đơn giản là như vậy thôi nha. Rồi các bạn có thể tăng thêm bot này, các bạn bấm vào thì nó sẽ hiện ra những cái cách mà để bạn tăng tốc độ khai thác đó. Hồi nãy mình nói đó những cái gói mà chúng ta nạp đó các bạn. Rồi hiện tại mà bạn nào chưa khai thác thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phòng bình luận nha. Các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác nha các bạn video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.